30 phút trước khi đo huyết áp. Không hút thuốc lá. Không sử dụng đồ uống có ga, chất kích thích như cà phê, bia rượu. Không tập thể dục, làm việc nặng. Tư thế ngồi đo huyết áp. Ngồi thẳng, tựa lưng vào ghế. Hai chân chạm sàn, không bắt chéo. Cánh tay duỗi thẳng trên mặt bàn, nếp gốc khuỷu tay ngang với tim. Quấn vòng bít vào bắp tay. Vén áo qua vị trí bắp tay. Quấn vòng bít vào bắp tay sao cho mép dưới của vòng bít cách khuỷu tay khoảng 2 cm. Siết vòng bít bằng khóa dán với lực vừa phải, không quá chặt, sao cho khoảng hở giữa bắp tay và vòng bít vừa hai ngón tay. Tiến hành đo huyết áp. Nhấn nút start khởi động, vòng bít sẽ tự động được bơm hơi. Khi đạt mức cần thiết, áp suất vòng bít tự giảm dần. Không nói chuyện hoặc cử động trong lúc đo. Đọc kết quả hiển thị trên màn hình. Nghỉ ngơi và đo thêm 1 đến 2 lần để lấy giá trị trung bình. Lưu ý, nếu lần đầu xác định huyết áp, cần đo cả hai tay. Bên tay có khuynh hướng huyết áp cao hơn sẽ được chọn để đo những lần sau đó. Nghỉ ngơi thư giãn khoảng 5 phút trước mỗi lần đo. Tốt nhất nên đo huyết áp 2 lần một ngày vào buổi sáng sau khi thức dậy khoảng 1 giờ và buổi chiều sau ăn khoảng 1 giờ. Ghi tất cả kết quả như ngày, giờ, chỉ số huyết áp vào nhật ký để thuận tiện cho việc theo dõi và đánh giá tình